Thanh Mai xin thay mặt cho Hoài Anh Crop Vision, trường Hair Tally Beauty Academy, Happy Permanent Makeup School cũng như SC Beauty College trước thềm năm mới cho Thanh Mai gửi lời cảm ơn và chúc mừng tốt đẹp nhất tới các quý khách hàng đã ủng hộ cho chúng tôi trong suốt những năm qua, và chúc các quý vị một năm mới thật an lành, tràn đầy niềm vui, tràn đầy hạnh phúc và gặt hái thật nhiều thành công. Chúc mừng năm mới!